Ôi trời ơi. Đấy cô đéo ở đâu mà dọa. Dọa là không mua đấy. Dạ. Có mà chỗ em có bây giờ nếu mà mình không muốn làm làm thì lên chỗ liệu chỗ em á, cái nương người ta làm sẵn rồi mà. Thế à? Mình giờ đây mình ở mình quay thôi được cũng được không được. Mai mình quay xong mình đi một hai chỗ xem cái liệu nào ok không. Okay không? Nhưng mà thực ra quay mình quay từ đầu ấy, vâng. Mình làm thì vẫn ok hơn. Đấy. Nó view nó ở chỗ đấy. Mình tự làm. Mà cái xe đấy mình phải lấy cái cua hay như nào? Xe đấy thì nhà em vẫn có. Thấy được. Cái gì cơ? Thế người ta được đi kéo xe đấy. Vâng. Cái xe dừng hay là xe tự hoạt. Xe luồng, xe ấy. Xe dừng. Nhưng mà nó ở đất nhà nào thì là của nhà đấy. À. Đấy quá. Anh vén quần lên. Không phải mang con đùi à? Anh có phải mặc con đùi à? Cái gì? Mặc con đùi thì vén lên xong đai luôn. Đai đường á? Ừ.